ơi, tính qua cho mọi người coi cái bánh kem mà sau khi đi một vòng thì cái bánh kem nó đã tan nát về mọi người ơi. Bánh bung lan trứng muối, trứng đi đường trứng, bánh đi đường bánh mọi người ơi. Ôi thật là sukana, nhưng thôi không sao, dù sao cũng vô bụng mọi người ha. Cái bánh nó không còn đẹp nữa mọi người, hình còn hình con gấu mà quá là fail luôn. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với channel Góc Nhà Tom nha. Valentine vừa rồi á, thì mọi người có nhận được nhiều quà không? Tiên á, thì không có quà nha. Nói vậy thôi chứ thường á, vợ chồng Tiên vào những ngày lễ như thế này hoặc là những ngày lễ kỷ niệm á, thì thường dắt nhau đi ăn đó mọi người. Anh xã của Tiên thì cũng biết là Tiên sở thích là thích ăn uống á, nên thường những ngày lễ này thì dắt Tiên đi ăn. Và Tiên cũng rất là thích nữa. Tính á, là anh xã sẽ tặng sô-cô-la cho Tiên, nhưng mà Tiên nghĩ là sô-cô-la thấy nó chán chán làm sao á, nên là thôi Tiên kêu là thôi anh xã anh dắt em đi mua bánh kem ăn đi. Thì trong lúc mà Tiên lựa bánh kem á, thì mọi người có ai thắc mắc về cái nguồn gốc cũng như là cái ý nghĩa của ngày lễ Valentine này không? Ở đây thì Tiên sẽ chia sẻ với mọi người một chút ha, để Tiên biết cái gì Tiên sẽ chia sẻ với mọi người. Thì các bạn có bao giờ mà thắc mắc là tại sao cái ngày lễ tình nhân, cái ngày lễ Valentine này á, không phải là một ngày nào khác trong năm mà lại là ngày 14 tháng 2 không? Và tại sao lại có cái ngày lễ này? Thì có rất là nhiều giả thuyết luôn. Trong cái ngày lễ Valentine này á, thì thường người ta sẽ gửi gắm cho nhau những cái chữ yêu thương bằng cách tặng nhau những cành hoa hồng hoặc là sô-cô-la hoặc là một món quà ý nghĩa nào đó được làm bằng tay. Thì có rất là nhiều giả thuyết về cái ngày Valentine này. Thì ngày Valentine này á, là có một cái giả thuyết là có một cái nghi thức truyền thống, nó bắt nguồn từ một cái nghi thức truyền thống, một cái lễ hội tế thần chăn nuôi của thời La Mã cổ đại mọi người. Thì trong cái lễ hội này á, thì các chàng trai sẽ viết tên cô gái lên trên những chiếc hộp và họ trở thành một nửa của nhau trong suốt cả cái mùa lễ hội này. Và một kết thúc có học cho những cái đôi lứa này á, là họ được sống bên nhau trọn đời. Tuy vậy á, thì không có một tài liệu ghi chép cụ thể là cái ngày đó là cái ngày nào mọi người. Và có một cái giả thuyết nữa, là cái giả thuyết là cụ thể hơn, là cái tên Valentine của cái ngày lễ này á, sẽ được đặt tên theo một vị thánh của trong Kitô giáo mọi người. Đó, thì cái vị thánh này tên là Valentino. Sau đó thì người ta đọc chặt đi là Và có một giả thuyết nữa là Valentine là tên của một vị linh mục dưới thời hoàng đế La Mã Claudius II vào thế kỷ thứ 3. Thì đế quốc La Mã với tham vọng là bành trướng đã tham gia nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu và không được người dân ủng hộ. Do gặp phải là khó khăn khi kêu gọi các thanh niên trẻ gia nhập vào quân đội, nên là hoàng đế lúc này cho rằng nguyên nhân chính là do người đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay người yêu của họ, và hôn nhân chỉ làm cho người đàn ông yếu mềm. Do đó, hoàng đế đã ra lệnh cấm tổ chức các đám cưới hoặc lễ đính hôn để tập trung vào cuộc chiến. Linh mục Valentino lúc này ở thành La Mã cùng vị thánh Marius đã chống lại sắc lệnh của vị hoàng đế hùng mạnh và tiếp tục cử hành bí mật các lễ cưới cho các đôi vợ chồng trẻ. Khi bị phát hiện á, thì linh mục Valentino bị bắt và kết án tử hình bằng hình thức kéo lê và ném đá cho đến chết. Buổi chiều trước khi ra pháp trường, ông gửi tấm thiệp Valentine đầu tiên cho cô con gái của viên cai tù Atreides, người thiếu nữ mù lòa bẩm sinh đã được ông chữa lành bằng phép lạ trước đó. Dần dần, và cái ngày 14 tháng 2 là cái ngày ông mất đó mọi người, cái ngày mà ông bị xử tử á, cho nên dần dần á, thì người ta chọn cái ngày 14 tháng 2 hàng năm để trở thành cái ngày trao đổi thông điệp tình yêu, và cũng là tưởng nhớ cái vị thánh Valentino này. Người ta tưởng niệm ngày này bằng cách gửi cho nhau những bài thơ hoặc là những cái bông hoa hoặc sô-cô-la như hồi đầu Tiên nói á, là để tưởng nhớ cái vị thánh này, cũng như là hồi xưa thì người ta bị cấm cản, cho nên là người ta dùng cái ngày này để là trao gửi yêu thương mọi người.
xưa giờ là các bạn đã thấy là sẽ là bạn bạn nam sẽ tặng bạn nữ đúng không mọi người, khi nào về Việt Nam á thì bạn nam sẽ tặng bạn nữ, nhưng mà thật ra thì cái ngày lễ này á là nó sẽ có hai ngày, là gọi là một ngày Valentine 4 tháng 2 này á, thường sẽ là người nữ tặng người nam, mọi người nữ tặng người nam thì sẽ tặng hoa, thiệp, sô cô la hoặc là những món quà mà tính chính tay họ làm để cho tặng cho người nam hoặc là đồng nghiệp khác giới. Còn cái người nam sẽ tặng người nữ vào cái ngày gọi là ngày Valentine trắng mọi người, cũng như là ngày 14 tháng 3. Nhưng mà khi mà nó về Việt Nam á, thì Tiến thấy là đa số thì cái ngày này là toàn là bạn nam sẽ tặng bạn nữ nha mọi người, không cần biết là trắng hay đen nha. Quay trở lại cái video của Tiên á, thì mới đầu á, vợ chồng Tiên tính là đi ăn ở một nhà hàng Thái mọi người. Nhưng mà bình thường á, thì đi qua cái nhà hàng đó thì thấy rất là vắng, cứ nghĩ là hôm đó cũng sẽ vắng, nhưng không mọi người, không. Nó rất là đông. Và khi mà Tiên tới á, thì bác bảo vệ cũng có hỏi là có đặt bàn trước không con, thì không, hai vợ chồng Tiên cũng đâu có nghĩ là nó đông đến như vậy đâu, thì cũng không có đặt bàn, thì cũng không còn bàn nữa mọi người. Thì tại vì cũng chưa bao giờ mà hai vợ chồng đi ăn món Thái hết á, mình tính ăn món Thái nhưng mà thất bại mọi người, cái hồi thất bại. Nên là sau đó thì hai vợ chồng đã chọn một quán khác là quán Hàn Quốc. Quán này á, thì có gà, lẩu, tteokbokki, rồi cơm cuộn, nói chung là các món Hàn Quốc đó mọi người. Thì vô thì Tiên order khoảng 3 món là món cơm cuộn, tteokbokki và một cái lẩu nữa. Cái lẩu đó gọi là lẩu thập cẩm hay cái gì á. Thì sau mà tầm ăn cũng được mọi người, ăn cũng được. Nhưng mà Tiên cũng khá là bực mình cái lúc mà quán ăn phục vụ hơi chậm á mọi người. Đó thì để Tiên kể cho mọi người nghe cái sự bực mình mà khi mà Tiên đi ăn cái quán này nha. Thì quán này cũng lúc ở đầu thì Tiên order 3 món là món kimbap, món tteokbokki với lại một cái lẩu đó gọi là lẩu thập cẩm hay sao mọi người, thì cũng rất là đầy đặn nữa. Đó thì sau khi mà order xong á, thì hai món đầu tiên mang lên là một kimbap với tteokbokki, mọi người thấy Tiên đang ăn á, thì ăn xong rồi mà cái món lẩu hoài không lên luôn. Tiên nhớ Tiên đợi cũng lâu, cũng phải trên 20 phút á mọi người. Thì mọi người có thể thấy là bạn này chắc cũng ít nhất cũng gặp một cái trường hợp này rồi, khi mà quán đông á, là thứ nhất là mình đói bụng, thứ hai á là khi mà mình đang ăn dở miệng cái gì đó rất là bực mình, khi mà đợi lâu cái món tiếp theo đúng không mọi người, công nhận không, cho dù mọi người có đợi 1-2 phút bên chân nữa thì thấy nó cũng thời gian kéo dài rất là lâu. Hôm nay Tiên đợi chắc cũng phải hơn 20 phút, mới rất là lâu. Và mọi người có thấy là bé Tom cũng đâu chịu ngồi yên đâu, cũng có đứng lên ngồi xuống, cũng có dấu hiệu buồn ngủ. Thì lúc này á, Tiên với chồng Tiên, anh xã Tiên cũng muốn ăn lẹ để về á. Thì mọi người có thể thấy được cái lẩu cũng khá là đầy đặn nè, có xúc xích, có mì, có rau nấm, rồi có thịt, tteokbokki cũng đầy đủ mọi người. Cái kia là cái gì Tiên quên mất tiêu rồi, dim sum hả, chắc không nhớ là nó là cái gì của Hàn Quốc á, Tiên quên mất tiêu rồi. Đó thì lúc sau thì vợ chồng Tiên cũng ăn trong cái sự bực mình á, cũng hết vui mọi người. Đó lần sau thì Tiên cũng mong quán cải thiện hơn, mà mọi lần Tiên ăn vẫn rất là ok. Sau thì nhân viên cũng giải thích là tại vì do là quán đông với lại thiếu nhân lực sau Tết á, nên là thôi mình cũng thông cảm với vợ chồng Tiên, cũng dễ tính mọi người. Nhưng mà ăn khúc sau thì nó cũng mất vui rồi, 201 của mọi người. Đó cũng nhiều lắm. Hồi đầu Tiên tính order thêm cái gà sốt mật ong gì nữa, cái này là best seller của quán luôn á, nhưng mà nghĩ lúc đó tại sao lúc đó lại order lẩu, thì mình order cái lẩu rồi thì chắc không ăn nổi cái gà rán kia đâu. Đó thì chỉ bực mình cái khúc mà phục vụ lâu thôi, chứ còn quán thì ăn ok. Đó nên là lần sau chắc phải né né mấy ngày lễ quá, thì thực sự là ngày lễ, nhưng mà mình thấy là quán cũng chưa có full bàn á, nên là kiểu chắc mình nghĩ là thiếu nhân lực, thiếu phục vụ, thiếu người phụ bếp này kia, nên là nó bị lâu. Mình cũng hơi bực mình khúc đó. Rồi khúc sau còn cái hết ga nữa chứ, cái bếp hết ga, thì Tiên với chồng Tiên phải đợi thêm một lúc nữa để lắp bình ga mới nữa. Trời ơi mọi người ơi, tính quay cho mọi người coi cái bánh kem mà sau khi đi một vòng thì cái bánh kem nó đã tan nát vậy mọi người ơi. Bánh bung lan trứng muối, trứng đi đường trứng, bánh đi đường bánh mọi người ơi. Ôi thật là sukana, nhưng thôi không sao, dù sao cũng vô bụng mọi người ha. Cái bánh nó không còn đẹp nữa mọi người, hình con gấu không à, quá là fail luôn. Rồi mọi người có đọc được cái chữ ở trên này không? Nó rất là sukana nha. Mất hết chữ luôn rồi.
người có thể thấy cái bánh kem. Cái bánh kem sau khi đã được Tiên sắp xếp lại nha mọi người. Tại mới đầu Tiên với anh xã Tiên tưởng là nó có cái kem ở phía trên á, thì nó sẽ dính cái trứng muối với cái kem như cái bánh. Nhưng không mọi người, sau một hồi đi sóc lắc thì cái bánh bánh đi đường bánh, trứng muối đi đường trứng muối nha mọi người đó. Sau đó là Tiên với anh xã phải sắp xếp lại cái trứng muối lên đó để quay phim cho mọi người, nhìn cho đẹp nè mọi người. Chứ không mới đầu á là mọi người có thể thấy là ở trong hộp á là hả, nó đi đường mỗi đứa đi một nơi vậy đó, còn con gấu à mọi người đó. Thì cái trứng muối này Tiên nghĩ là chắc là tiệc bánh người ta có ngâm rượu, em Tiên nghĩ là thường là người ta nghe nói là có rượu mai quế lộ hay gì sẽ làm cái trứng muối nó thơm, mọi người ăn cái trứng muối này nó không bị tanh mà thơm thơm, rất là ngon luôn. Bánh kem béo, bánh bông lan béo. Tại Tiên tính là mua bánh bông lan ngọt nhưng mà thấy nghĩ ngán quá, mình ăn bánh bông lan trứng muối chỗ lạ thấy là ngon lắm. Một quyết định sáng suốt mọi người. À mọi người có thể thấy Tiên đang uống nước ở đâu không, đó là The Coffee House cho mọi người đó. Thì Coffee House là có trà đào cam xả là mãi đỉnh nha mọi người đó. À một cái lưu ý, một cái tip nhỏ mà Tiên nghĩ là mọi người đi uống các quán cà phê nên lưu ý là khi mọi người đến cái quán đó mọi người nên gọi trà đào nha. Tất cả các quán nước này kia luôn, mọi người chưa từng uống cái quán đó bao giờ thì mọi người nên gọi trà đào nha. Là cái quán là cái món là an toàn nhất, khi mà mọi người thấy cái món đó mà nó ok rồi thì mấy cái món khác có thể là ok đó. Còn nếu mà cái quán nước lạ mọi người chưa bao giờ uống mọi người gọi trà đào mà thấy gớm á là auto là mấy món kia dở nha. Thì cái video clip đến đây cũng đã kết thúc rồi mọi người. Nếu mọi người yêu thích cái kênh Góc Nhà Tom của Tiên thì xin mọi người hãy nhấn like, share, ủng hộ kênh Góc Nhà Tom nha. Hẹn mọi người ở những video clip tiếp theo. Bye bye.